Căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang với những lo ngại về sự can thiệp của Triều Tiên. Ukraine vừa đưa ra cáo buộc chấn động về việc Bình Nhưỡng điều động hàng ngàn binh sĩ sang Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến đang diễn ra. Thông tin này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng quan ngại về sự mở rộng quy mô xung đột và những hệ lụy khó lường. Trong một tuyên bố gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 10, phái đoàn Ukraine khẳng định ít nhất 500 sĩ quan Triều Tiên, bao gồm cả 3 vị tướng cấp cao đã được cử tới Nga. Danh tính 3 vị tướng này được Ukraine công bố chi tiết gồm Thượng tướng Kim jong un một nhân vật quyền lực trong quân đội Triều Tiên, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ, bao gồm cả quân đoàn 11, còn được biết đến với biệt danh quân đoàn Bảo Táp. Theo chuyên gia Michael Madden, vai trò của ông Kim có thể còn lớn hơn, bao gồm cả việc điều hành cuộc hướng dẫn huấn luyện bộ binh nhẹ KPA và trực tiếp đại diện cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Nga. Đại tá Ri chang hu Phó Tổng Tham mưu trưởng, người đứng đầu Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo chủ chốt của Triều Tiên. Ông Ri từng bị Hàn Quốc trừng phạt với cáo buộc chỉ đạo các hoạt động tấn công mạng quy mô lớn nhằm đánh cắp công nghệ và ngoại tệ. Tiểu tướng Shin Kum-chiun, trưởng ban Tổng cục Tác chiến chính, dù thông tin về ông Xin còn hạn chế, nhưng với cấp bậc hiện tại, ông được dự đoán sẽ nắm quyền chỉ huy lực lượng Triều Tiên tại Nga sau khi hai vị tướng trên rời đi. Ukraine cho biết kế hoạch của Triều Tiên là thành lập ít nhất 5 đội hình quân sự, mỗi đội có từ 2.000 đến 3.000 binh sĩ được lồng ghép vào các đơn vị Nga để che giấu sự hiện diện. Tổng thống Ukraine Zelensky đã mạnh mẽ chỉ trích phản ứng yếu ớt của phương Tây trước thông tin Triều Tiên điều quân sang Nga. Ông cảnh báo sự thiếu quyết đoán này có thể khuyến khích Bình Nhưỡng tăng cường hiện diện quân sự tại Ukraine, thậm chí lên tới con số 100.000 người. Theo đánh giá của Lầu Năm Góc, Triều Tiên đã điều động khoảng 10.000 quân tới Nga, một trong số đó được cho là đang di chuyển về khu vực Kursk, nơi Ukraine từng phát động cuộc tấn công hồi tháng 8. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định Ukraine có quyền tấn công lực lượng Triều Tiên nếu họ xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Zelensky kêu gọi Hàn Quốc thể hiện vai trò tích cực hơn bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông cũng cảnh báo Seoul về nguy cơ Triều Tiên tích lũy kinh nghiệm chiến đấu hiện đại từ cuộc chiến tại Ukraine. Điều này có thể gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Hàn Quốc. Trên những cáo buộc từ Ukraine và phương Tây, cả Nga và Triều Tiên đều lên tiếng phủ nhận. Nga khẳng định mọi hoạt động hợp tác quân sự với Triều Tiên đều tuân thủ luật pháp quốc tế, trong khi Triều Tiên cho rằng việc triển khai quân đội ra nước ngoài là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Sự xuất hiện của quân đội Triều Tiên tại nga dù chưa được xác nhận chính thức đã làm gia tăng đáng kể căng thẳng địa chính trị. Cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh để xảy ra những hành động leo thang căng thẳng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Theo tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mới nhất của Triều Tiên có khả năng vươn tới Mỹ. Triều Tiên vừa thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hôm 31 tháng 10, động thái được mô tả là lời cảnh báo đối với các đối thủ trong khu vực. Trong khi các quan chức Triều Tiên không nêu rõ loại ICBM hoặc cung cấp bất kỳ thông tin kỹ thuật nào, các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản ước tính thời gian bay của tên lửa là 87 phút với độ cao lên tới 7.000 km, trong khi di chuyển theo chiều ngang khoảng 1.000 km. Triều Tiên thường bắn tên lửa theo phương thẳng đứng để thử nghiệm khả năng tầm bắn. Các chuyên gia lưu ý, nếu phóng theo chiều ngang, tên lửa có thể đạt tầm bắn xa hơn nhiều, Dựa trên thông tin chúng tôi có được về khoảng cách bay và độ cao của tên lửa đạn đạo ICBM do Triều Tiên phóng, người ta tin rằng tùy thuộc vào trọng lượng của đầu đạn, tầm bắn có thể vượt quá 15.000 km. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tuyên bố trên kênh tin tức NHK. Điều này có nghĩa là tên lửa có khả năng bay tới tận lục địa Mỹ vì khoảng cách giữa hai quốc gia là khoảng 9.900 km. Nhật Bản lên án vụ phóng là một hành động vô lý làm leo thang căng thẳng trong toàn cộng đồng quốc tế và tuyên bố rằng nó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani trước đó cho biết tên lửa đã rơi xuống biển Nhật Bản bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và cách đảo Okushiri khoảng 200 km về phía tây. Ông lưu ý rằng không có thiệt hại nào được báo cáo, nhưng tuyên bố đây là tên lửa có thời gian bay lâu nhất và cao nhất cho đến nay. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ cũng lên án vụ thử nghiệm, yêu cầu Triều Tiên kiềm chế các hành động gây bất ổn tiếp theo. Triều Tiên thường xuyên tiến hành các vụ thử tên lửa trong bối cảnh căng thẳng với Hàn Quốc và Mỹ. Vụ phóng ICBM trước đó diễn ra vào tháng 12 năm 2023 khi tên lửa bay được khoảng 1.000 km trong chuyến bay kéo dài 73 phút. Trong một tuyên bố và ngôn viên của Bộ Quốc phòng Triều Tiên mô tả cuộc thử nghiệm minh chứng sức mạnh tên lửa chiến lược tính hiện đại và uy tín của lực lượng gian đe chiến lược mạnh nhất thế giới của nước này. Ở một diễn biến khác, ảnh vệ tinh do Planet Labs, BBC chụp cho thấy một chiến hào lớn cắt ngang con đường và tuyến đường sắt chạy qua phía tây khu phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Chiến hào dường như được đào sau khi Triều Tiên phá rỡ một con đường gần thành phố Kaesong ở biên giới phía tây Triều Tiên và một đoạn đường bộ và đường sắt kết hợp gần biên giới phía đông vào ngày 15 tháng 10. Trong các hình ảnh do Planet Labs cung cấp, dấu hiệu đầu tiên của các chiến hào xuất hiện vào ngày 17 tháng 10 sau khi mây che khuất tầm nhìn 4 ngày trước đó. Một số phương tiện có thể được nhìn thấy tại địa điểm đào hào, bao gồm cả những thiết bị dường như dùng để san lấp đất. Công trình tương tự đã được quan sát thấy tại một giao lộ giữa hai nước, dọc theo bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Chiến hào này cắt ngang tại con đường ngay trước một cửa khẩu biên giới Bắc Triều Tiên tại DMZ. Các nhà phân tích cho biết, Triều Tiên bắt đầu chiến hào ngay sau khi cho nổ tung các tuyến đường bộ và đường sắt. Các nhà phân tích ước tính, chiến hào phía tây dài khoảng 125m và rộng khoảng 7m với những đống đất lớn ở hai bên. Mục đích của chiến hào và đống đất đó là nhằm cắt đứt các tuyến giao thông gò đất có thể đóng vai trò là rào chắn hoặc có thể chỉ là sản phẩm thừa của công trình. Các nhà phân tích viết, họ cho biết vẫn có thể nhìn thấy một số xe tải tại địa điểm này cho thấy công trình vẫn chưa hoàn thành. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử, các ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang thực hiện đợt vận động cuối cùng để giành được cử tri, trong đó đặc biệt nhằm đến bộ phận cử tri người Mỹ gốc Latin ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã đưa ra những lời có cánh đối với cộng đồng người Mỹ gốc Latin trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trước Telemundo, phát sóng vào ngày 23 tháng 10, trong khi Donald Trump đã tập hợp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp người Mỹ gốc Latin trong một cuộc họp bàn tròn ở Florida trước đó một ngày, ngày 20 tháng 10. Trước đó vào đầu tháng 10, cả hai đều tổ chức các sự kiện và động tranh cử ở thị trấn Univision, Chiếm khoảng 1/5 dân số Mỹ và 14,7% tổng số cử tri đủ điều kiện, người Mỹ gốc Latin có tiềm năng quyết định đến cuộc đua vào nhà trắng năm nay. Tháng 6, tờ lộ Angeles Times dẫn nhận định của Mike Madrid, một cố vấn chính trị chuyên về xu hướng bỏ phiếu và hành vi của cử tri gốc Latin cho biết, ở mọi tiểu bang xung đột, số lượng cử tri gốc Latin đều lớn hơn biên độ chiến thắng của cuộc bầu cử năm 2020. Tại Pennsylvania, tiểu bang xung đột lớn nhất trong đại cử tri đoàn và nơi Donald Trump đã giành chiến thắng với gần 50.000 phiếu bầu vào năm 2016 và thua với khoảng cách 80.000 phiếu bầu vào năm 2020. Số cử tri gốc Latin đủ điều kiện lên tới hơn 570.000 người. Tại Arizona, nơi có số lượng cử tri gốc Latin lớn nhất trong số các bang xung đột, khoảng 1,3 triệu người, Donald Trump đã giành chiến thắng tại tiểu bang này với khoảng cách gần 100.000 phiếu bầu vào năm 2016, nhưng lại để thua Tổng thống đương nhiệm Joe Biden hơn 10.000 phiếu bầu vào năm 2020. Mặc dù Đảng Dân chủ có thành tích tốt hơn về mặt nhân khẩu học, song theo Mike Madrid, số lượng bỏ phiếu của người gốc Latin không nhất thành bất biến mà phụ thuộc vào việc ứng viên nào có chiến thuật tốt hơn để lôi kéo cử tri bầu cho họ. Cuộc đua càng bước vào giai đoạn cuối, cả ông Trump và bà Harris càng đẩy mạnh hoạt động nhắm lôi kéo một bộ phận cử tri gốc Latin và theo các cuộc thăm dò gần đây, có vẻ như ông Trump đang làm tốt hơn và đạt được những bước tiến đáng kể so với đối thủ của mình. Theo đó, ông Trump nhận được khoảng 40% sự ủng hộ cử tri gốc Latin trong cuộc bầu cử năm nay. Ngược lại, Donald Trump nổi tiếng với giọng điệu chống người nhập cư, song giới phân tích cho rằng các vấn đề liên quan đến bản sắc và chủ tộc hiện nay không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng bỏ phiếu của cử tri gốc Latin vì họ hầu hết không còn đồng nhất với câu chuyện về người nhập cư nữa. Kamala Harris, con gái của những người nhập cư đã cố gắng thực hiện một cách tiếp cận tránh xa bản sắc chính trị, thay vào đó nhấn mạnh vào quan điểm kinh tế của mình. Trong một cuộc phỏng vấn trên Telemundo, bà Harris cam kết thúc đẩy chương trình kinh tế dựa trên ba trụ cột chống lạm phát, điều chỉnh thị trường nhà ở và cắt giảm thuế cho các gia đình. Chương trình nghị sự của tôi về nền kinh tế, cơ hội sẽ mang lại lợi ích cho tất cả người Mỹ. Nhưng tôi cũng nhận thức được tác động cụ thể đến cộng đồng người Mỹ gốc Latin, bà nói. Trong khi chiến dịch của Kamala Harris đã đầu tư đáng kể vào hoạt động tiếp cận dành riêng cho người Latin, chiến dịch của Donald Trump đã cố gắng thu hút cử tri gốc Latin bằng cách không đối xử với họ khác biệt. Chúng tôi có cùng một thông điệp cho tất cả mọi người, bởi vì bất kể xuất thân, nhân khẩu học, giới tính hay nguồn gốc của mọi người, người dân Mỹ đều đang chịu nhiều áp lực từ các chính sách kinh tế hiện tại. Phó giám đốc truyền thông trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump nói với NBC News. <laughs>